Ui giời, tuyệt vời các bạn ạ. Nhìn ngoài này có cả nước luôn nhá. Ui giời, tuyệt vời. Đây, thử này. Thơm nhỉ. Mềm luôn các bạn nhá, này mềm luôn này. Ui giời, ngon lắm. Bây giờ gắp ra nhá. Hello, chào tất cả các bạn nhá. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của bố con mình nhá các bạn ơi. Các bạn nhìn không? Trên tay mình là cái túi này thì các bạn biết là hôm nay có món gì các bạn ạ. Tiếp tục lại một món nhái các bạn ơi. Và hôm nay mình sẽ làm một món nhái là thế nào nhỉ? Mình sẽ làm sạch này, cuốn với lá dong hoặc là chuối này. Xong là chúng ta sẽ nướng các bạn nhỉ. Đấy, tẩm ướp gia vị và sẽ nướng các bạn ạ. Cái nhái này thì tối qua mình bắt thôi, bạn còn sống nguyên các bạn nhiều lắm. Quê mình đi bắt một lúc đã đầy các bạn ơi. Nhưng mà đây là toàn chảo chuộc thôi, còn ngày tối nay hoặc tối mai các bạn nha, mình sẽ đi bắt nguyên nhái, nguyên con nhái bằng ngón tay các bạn nha, con ngué ấy. Tức là nói làm sao nhỉ, con ếch là một này, ếch to này, con chảo chuộc là con nhớ nhớ này, con nhái bé bằng này thì là con nhái các bạn nha. Đấy, là tối hôm nay hoặc ngày mai mình có thời gian các bạn ạ, là mình sẽ đi bắt nguyên con nhái này, quay các bạn xem. Thứ nhất là bắt nhái, thứ hai là mình làm món ăn cho các bạn xem các bạn nha. Rồi ok, thì là chiều nay là mình sẽ làm cái món này, là cái món chấu chuộc này. Chấu chuộc này sẽ thịt xong này, tẩm ướp tất cả các loại gia vị này. Từ mắm, muối, mì chính, giềng, xả, cuốn lá dong, cuốn lá chuối, đắp đất, nướng các bạn nha. Thử xem món này có ngon hay không các bạn nha. Rồi ok các bạn ơi, các bạn xem video nhớ cho bố con mình xin một like, một chia sẻ đăng ký kênh, ủng hộ bố con mình nhé các bạn nha. Các bạn theo dõi bố con mình là còn rất nhiều những cái video, rất nhiều video là những món ăn ngon của quê hương mình các bạn nha. Đấy các bạn ạ, đấy là quan trọng. Mình sẽ làm thịt nhái các bạn ơi. Thì mình không quay các bạn nha, thì mình làm xong gia vị như nào là mình sẽ quay cho các bạn xem các bạn nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đun nước, sẽ làm mình thịt các bạn nha. Đây này, đây này. Ok bạn ơi, con nhái mình đã xử lý rồi nha các bạn này. Thì làm nhái thì mình đã hướng dẫn ở video trước các bạn ạ. Mình các bạn cho một ít nước sôi, gọi là cái nước nó vừa vừa thôi, để nó đơ đi bạn nha, vẫn còn sống nguyên này. Đấy, trong đang ta rửa sạch có muối các bạn nha, có muối sạch sẽ thì là ok. Hôm nay mình sẽ không lột da các bạn nha, không lột da, mình để cả con. Mình chặt đầu chặt chân với mổ sạch là mình để cả con, xong mình quấy lá dong hoặc là chuối đầy đủ gia vị, quấy lá dong hoặc là chuối, bắt đầu mình sẽ nướng các bạn nha, nướng đắp bùn nướng. Đấy các bạn ạ, món hôm nay mình khẳng định là ngon các bạn nha. Nếu người mình xem ở trên những cái video ở trên vùng cao các bạn ạ, là món này rất là ngon, nhưng mà mình hôm nay mình sẽ cải tiến để mình làm thử xem nó có ngon không các bạn nha. Rồi các bạn đón xem mình các bạn nha. Bây giờ mình sẽ xử lý con nhái cho sạch sẽ đây các bạn nha. Thời gian thì mình đã làm sạch các bạn nha. Hôm nay mình sẽ để quần áo dàn di bạn ơi, để cả da nha. Mình đã làm sạch rồi, bây giờ mình sẽ đi lấy gia vị này. Những gia vị này, xương sông này, lá lốt này, hoa đu đủ đực này, mầm giềng này, mắm, muối, mì chính, các thứ là mình sẽ ướp các bạn nha. Ướp xong là mình sẽ nướng các bạn nha. Rồi ok, bây giờ các bạn theo chân mình đi lấy gia vị các bạn ơi. Món này khẳng định này ngon đấy các bạn nha. Mầm giềng các bạn nha. Đây cái này ngon này. Trước tiên là hoa đu đủ đực này bạn nha, hoa đu đủ đực rất là đắng nhưng mà khi mình nấu nhừ thì rất là ngon các bạn ạ. Đấy, hoa đu đủ đực mình sẽ bỏ nhỏ, thái ngắt nhỏ bạn nha, bỏ đây để mình ướp rửa sạch các bạn ạ. Đấy, hoa đu đủ này thì nó rất là tốt các bạn nha, hoa đu đủ này chữa rất nhiều bệnh các bạn ơi. Xong đến cái mầm giềng các bạn ạ, mầm giềng mình bóc ra các bạn thái nhỏ nhá. Cái nào mình thái nhỏ hết xong nữa mình trộn với cái kia là rất là ngon các bạn ạ. Mầm giềng thơm cực kỳ luôn các bạn ạ. Làm này thì hơi mất công một tí các bạn ơi, nhưng mà khi ăn thì nó lại cả là tuyệt vời các bạn ạ. Chưa ai có cái món nhái đắp đất nhỉ các bạn nhỉ. Hôm nay mình sẽ làm món nhái đắp đất cho các bạn xem. Này từ gừng này,
mầm riềng này, xương sông lá lốt này, ớt này, hoa đu đực này, hạt tiêu này, mắm muối mì chính các bạn nhá, đầy đủ rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ trộn con nhái vào các bạn ơi, ướp ướp tầm khoảng một lúc gì đấy các bạn nhá. Đấy, như này là nó đều các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó thơm hấp dẫn rồi các bạn ạ. Trong một lát nữa là mình sẽ cho vào cái lá mình quấy lại. Xin sởi ui. Qua chất luôn các bạn. Đấy, rồi ok. Bây giờ mình ướp một lát xong là mình đi nhóm lửa các bạn nha. Nhóm lửa xong mình lấy đất. Mình sẽ quấy nhá. Cái lá già mình cho bên ngoài. Đây là bằng lá rong các bạn ạ. Và những quả bên trưng luôn. Rất là phức tạp, sắp tối các bạn ơi, không nhanh là tối mất. Mình gia chủ làm nhanh các bạn nha. Đấy. Đem vào đây các bạn nhá. Món này làm rất là ngại luôn các bạn, rất là lâu. Không phải đơn giản đâu. Chỉ làm đĩa thôi các bạn ạ. Quay lại xong là đắp đất các bạn nhá. Như quả trứng trưng các bạn ơi. Từng lớp một. Nhìn quả trứng trưng, đúng quả trứng trưng thật. Đấy các bạn nha, cái dây cột lại cái chuối, lá bẻ chuối các bạn nha, dây chuối buộc lại. Bạn ăn không? Bạn ăn nhái không? Không à? Không. Bây giờ mình sẽ cho cái bẩn đây, cái đất đây. Chiếu đắp đất này khỏi cháy mà kiểu mình ninh ý. Ý kiểu nướng gà đất sét ấy nhỉ. Cho chị đắp bẩn kìa, đất kìa. Đấy, ui trời, vừa miếng, vừa đẹp. Rồi. Cứ thế đốt các bạn nha. Cứ thế đốt khoảng tầm khoảng tiếng gì đấy, nó nhừ càng tốt. Thế là ngay nóng lên cháy. Chúng ta cứ thế đốt thế này khoảng một tiếng cho nó càng nhừ càng tốt mà, kiểu mình ủ thối các bạn ơi. Đấy. Rồi bây giờ mình kiếm củi cho bà các bạn nha, tí nữa mình xong là mình sẽ quay cho bạn xem. Đây bạn ơi, rất là lâu rồi, mình để rất là lâu rồi, bây giờ mình sẽ khui hàng các bạn nhá. Ui giời, không biết thành công hay không các bạn ạ. Ê, làm món này cay chát nhỉ, lâu hẳn lắm. Không biết có thành công hay không, đi mình lấy cái xẻng gọt cho nó gọn này kia đã. Nào, có đứng gọn này kia. Làm món này rất là lâu ăn. Đi rồi, xem nào. Xuống đây. Ê. Ui, chắc là ngon các bạn ạ, chắc là ngon. Nóng lắm. Nóng lắm. Cái bà này cổ khoai. Ui giời,
Ui tuyệt vời, tuyệt vời. Ui nước chảy ra. Ê, nóng quá. Ê, ui chảy ra. Để nước các bạn ạ. Từ từ, bị ra cái này. Từ từ nhá. Ê, thơm mùi lá chanh, cho lá chanh cái thơm này. Lá chuối nhỉ. Giờ làm nào đấy kìa. À đây, bế em ra cái, hụt vô cái. Đi bố làm mâm mâm cho em ăn nhá. Ui giời một nhái. Như rồi các bạn ạ, có vẻ là như rồi. Ê con ơi, cẩn thận. Con ngồi lên không bố cho à. Ngồi nhớ. Ý dính đất. Khui hàng. Chắc là chín các bạn. Mình thấy nó nhừ lắm rồi. Bẹp rồi. 4, 5, 6 lượt lá cơ mà. À, ba. Anh em ăn không? Em ăn này không? Không, lắc đầu à? Lắc đầu. Cả nhà tham gia. Món này ăn thì ngon, khẳng định là sẽ ngon các bạn ạ. Nhưng mà làm hơi bị cay jack đấy, thấy chưa? Một loạt là giấy đầu tiên đấy là đã sạch rồi này. Loạt thứ hai này. Đấy. Ui giời, loạt thứ ba, thứ tư này. Ui giời, ngon chưa? Ui giời, tuyệt vời các bạn ạ. Nhìn ngon này, có cả nước luôn nhá. Ui giời, tuyệt vời. Đây, thử này. Thơm nhỉ? Mềm luôn các bạn nhá, này mềm luôn này. Ui giời, ngon lắm. Bây giờ gắp ra nhá. Gắp cho đĩa này. Nóng này ngon. Ăn nóng ngon này. Nhưng mà gắp cho đĩa kể mà còn sớm thì ngon. Em cười, quái rồi. Còn sớm thì ngon các bạn ạ. Ui ngon lắm. Tuyệt vời các bạn ạ, cả nước nha. Trong này chín chưa? Ừ, con ăn nhá. Chín chưa? Mềm hết rồi các bạn nhá. Mềm các bạn ạ. Ý, cả con này. Nóng hổi này, hai vợ chồng ngồi đúng hết. Như cái này có ngon quá. Ngon này, nước ngọt cả cái nước rồi. Ngọt nước đen nhưng mà. Ừ đấy. Cô ăn với cái gì mà nước. Nước. Khanh. Từ. Đấy, nước ngon. Nước ngọt ở đấy. Ok bạn ơi, đi về nhà đi. Mẹ bế đi. Thử này. Ngon. Nóng hổi. Ok bạn ơi, các bạn thấy món ngon chưa? Cho đùi. Ê con ăn đùi á? Ui giời ơi. Con lắc đầu không ăn mà. Nào, thám hồn nào. Con. Ui giời ơi, cái gì ngon. Em thử thức. Mình vừa làm xong cái món nhái này, đắp đất nướng thì rất là kỳ công nhưng ăn lại tuyệt vời các bạn ạ. Ok bạn ơi, mình kết thúc video đây nhá. Các bạn nào muốn mình làm những video về món ăn gì các bạn cứ comment ở bên dưới nhá, để bố con mình sẽ làm những món ăn gửi tặng đến tất cả các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ kết thúc video đây các bạn ơi. Chào tất cả các bạn nhá.